Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ phim mà nam chính được chúng sinh thiên hạ xem là tu la võ thần. Ở đại lục Cửu Châu, Khương Thị Vương Triều vì lời tiên đoán đứa trẻ dung hợp với cửu sắc thần lôi sẽ trở thành chí tôn vô thượng nên đã dốc sức tìm kiếm. Tại Sở gia, Sở Phong Nhân lúc nửa đêm lén lút ra ngoài nhưng bị phụ thân Sở Uyên phát hiện. Thay vì trách phạt, Sở Uyên lại chủ động đưa ngựa cho con trai tiện đường di chuyển. Suốt quãng đường đi, trời nổi sấm chớp, Sở Phong bất ngờ bị một tia thiên lôi đánh trúng, dẫn tới bất tỉnh. Trong cơn mê man, Sở Phong hồi tưởng lại quá khứ bị bạn bè đồng tộc sỉ nhục và coi như phế vật. Ở Thanh Long Tông, Sở Thành đang đăng ký khảo hạch nhập môn cho người tham gia. Nhìn thấy Sở Phong, Sở Thành lập tức ngó lờ. Đặc biệt, Sở Chân còn dùng vũ lực sàn mặt Sở Phong chưa đủ tư cách. Cùng lúc đó, Tô Nhu trưởng lão lộ diện, cảnh cáo Sở Thành cậy thế hiếp người. Đồng thời cho phép Sở Phong tham gia kỳ tuyển chọn. Cùng Lộ Vân phụ trách khảo hạch, những ai ra khỏi trường thi trước chiều tối sẽ trở thành đệ tử nội môn. Ngoài ra, các trưởng lão cũng quyết định tặng thí sinh đứng đầu 3 phần thưởng. Trực tiếp thăng cấp làm đệ tử trọng tâm, nhận 5 cây thiên linh thảo và võ kỹ cấp 4 lôi đình tam thức. Ngay khi khảo hạch bắt đầu, các thí sinh nhanh chóng di chuyển vào trường thi. Trái ngược với cảnh lạc đường của mọi người, Sở Phong lại được một giọng nói bí ẩn trong đầu chỉ dẫn hướng đi. Đứng bên ngoài, Gia Cát Lưu Vân nhận ra trong trường thi đang có người dùng sức mạnh tinh thần. Nhờ có chỉ dẫn của Đàn Đàn nên rất nhanh, Sở Phong đã đến trung tâm trường thi. Cậu hoàn tất bước kiểm tra phần thưởng cũng là lúc các yêu thú đồng loạt xuất hiện. Chúng hùng hãn tấn công Sở Phong, ép cậu vào thế chống cự. Trong lúc tính mạng bị đe dọa, Sở Phong nhớ lại những kỳ vọng của người cha, qua đó thành công đánh thức sức mạnh cửu sắc thần lôi tiềm ẩn bên trong cơ thể. Cậu đột phá một mạch lên linh võ cảnh cấp 5, đồng thời dễ dàng đánh hạ một trong số các yêu thú. Những con yêu thú còn lại run rẩy rút chạy. Kỳ khảo hạch kết thúc, Sở Phong thành công đứng đầu. Lúc sau, Sở Phong đang tù luyện thì một số đệ tử Sở gia ở Thanh Long Tông, đứng đầu là Sở Uy, đến phòng đòi tiên linh thảo và lôi đình tam thức. Sở Phong quyết không sao, hơn nữa cậu còn có một chiều đánh bại Sở Thành và Sở Chân, làm Sở Uy sợ hãi mà thay đổi thái độ. Tiếp tục tu luyện, Sở Phong phát hiện một thứ giống rồng đang tồn tại trong cơ thể. Sáng hôm sau, Sở Phong vừa mới mở cửa thì Sở Uy và mọi người đã quỳ trong sân xin cậu gia nhập Sở mình. Sở Phong ngó lơ lời đề nghị, tuy nhiên ngoài cổng vẫn còn vô số tổ đội mong Sở Phong gia nhập. Đặc biệt, Bạch Long và Bạch Hổ đại diện cho Tô Mỹ Minh chủ của Dực Minh cũng trực tiếp có mặt chiêu mộ. Thêm một lần nữa, Sở Phong từ chối với lý do không có hứng thú. Hôm nay, Sở Phong đến sân cốc linh dược để tham gia cuộc thi truy tìm linh dược cho đệ tử mới. Tô Mỹ đứng ngay sau Sở Phong với một nét mặt tràn ngập sát khí. Về cuộc thi, Tô Nhu cảnh cáo đệ tử tham gia không được vào vùng sương mù. Tiến vào trong tất cả cùng nhau truy bắt địa linh thảo. Tuy nhiên, Sở Phong lại bị Đàn Đàn nhắc nhở. Đi theo số đông không bao giờ trúng thưởng. Bất chấp trước đó, Tô Nhu đã cảnh cáo, Sở Phong vẫn quyết định đi vào cấm địa. Tô Mỹ vốn luôn theo dõi đằng sau. Dọc đường, Sở Phong tò mò về thứ trong bụng và được Đàn Đàn cho biết đó là cửu sắc thần lôi. Cậu có thể là người của thượng giới đại thiên. Hiện giờ Sở Phong đang ở hạ giới tổ võ, nơi mà con người có thiên phú tu luyện kém nhất. Lúc sau Sở Phong đi vào khu vực có rất nhiều xương khô và địa linh thảo. Tô Mỹ cũng lộ diện, vì trước đó Sở Phong từ chối gia nhập Dực Minh. Tô Mỹ lập tức dùng vũ lực sàn mặt. Bất ngờ đằng sau, Tô Mỹ xuất hiện một lão nhân mà chỉ Sở Phong mới có thể nhìn thấy. Tiếp theo, Tô Mỹ bị xương độc bao phủ, làm Sở Phong phải nỗ lực giải cứu. Cậu bộc phát sức mạnh cửu sắc thần lôi đánh tan xương độc trước khi bất tỉnh. Xác định Sở Phong là người mình đang đợi, lão nhân cho cậu hấp thu lượng lớn địa linh thảo. Sau khi tỉnh lại, Sở Phong vội vã đưa Tô Mỹ ra khỏi sơn cốc. Theo Tô Nhu, cấm địa bên trong được gọi là mộ vạn cốt. Nghìn năm nay có vô số cao thủ và thăm dò nhưng chưa một ai sống sót. Sở Phong sau khi về phòng thì nhận được tin Sở gia đã bị người khác chiếm. Hiện tại trong nhà chỉ còn cha và ông của Sở Phong. Khác với những phòng thư thúc giục con trai trở về nhà, Sở Uyên lại báo bình an khuyên Sở Phong chuyên tâm luyện võ. Nhận ra vấn đề, Sở Phong gấp rút trở về. Tại võ đài ở Kháo Sơn Trấn, Sở Hồng Phi, người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Sở gia bị Thiên Nhất đánh bại. Chưa dừng lại, Thiên Nhất còn sát hại Sở Hồng Phi nhằm hiện thực hóa tham vọng thôn tính Sở gia. Đứng trước tình hình trên, Sở Uyên cầu xin phụ thân là Sở Nguyên Bá được lên võ đài ứng chiến, bất chấp tu vi bản thân chỉ mới là linh võ tầng 6, thấp hơn Thiên Nhất một bậc. Màn quyết đấu chưa kịp diễn ra thì Sở Phong xuất hiện nhanh như chớp, đá ngã Thiên Nhất. Sau lại phong thư cho phụ thân, Sở Phong tự tin bước lên võ đài. Chỉ với thức thứ nhất của lôi đình tam thức, Sở Phong đã đánh Thiên Nhất lún sâu xuống võ đài, dẫn tới mất mạng tại chỗ.
Hứa Cường nổi giận lao lên trả thù cho con trai. Tuy nhiên, Sở Phong tu vi đã linh võ tầng 8 nên cậu dễ dàng một chiêu đoạt mạng kẻ địch. Sau khi hồi phục, Tô Mỹ Nhất quyết đòi chiêu mộ Sở Phong và Dực Mình. Chỉ là chưa cần cô mở lời thì Sở Phong đã chấp nhận. Cùng lúc đó, Sở Trần thông báo Sở Uy đi nhận nhiệm vụ bị Lưu Mang Minh Chủ của Lưu Minh ngăn cản. Kết quả Sở Uy bị đánh gãy hai chân, còn Sở Thanh bị phế hết tu vi. Hơn nữa, ông của Lưu Mang là trưởng lão hình đường nên mọi tội lỗi của cháu trai có thể được xóa bỏ. Sở Phong đến, cậu nhanh chóng khóa tay Lưu Mang, đồng thời đánh bại toàn bộ đệ tử Lưu Minh. Xác nhận thương thế của Sở Uy, Sở Phong lập tức đánh gãy chân Lưu Mang. Đúng lúc này, Lưu trưởng lão ra mặt, hắn dùng chức vị hình đường trưởng lão để Sở Phong tha cho Lưu Mang. Vốn dĩ, Sở Phong còn cân nhắc vì đàn chưa muốn cậu đắc tội trưởng lão. Có điều khi biết Lưu gia thuộc thành huyền võ thì cậu rất khoát phế đi tu vi của Lưu Mang. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Cung Lộ Vân, hắn cũng chẳng ưa gì Sở Phong. Trong khi đó, Sở Phong bị trói ở hình đường chờ giải quyết. Lưu trưởng lão chuẩn bị báo thù thì Tô Nhu đến bắt thả người. Thực lực của cô hoàn toàn vượt trội, sau đó Lưu trưởng lão đành phải bất lực nhìn Sở Phong được đưa đi. Thực chất trước đó có Tô Mỹ báo tin nên Tô Nhu mới kịp thời giải cứu. Nói về nhiệm vụ của Dực Mình, Tô Mỹ cho biết cô cùng với Bạch Long, Bạch Hổ và Sở Phong sẽ tiến hành thám hiểm mộ của cao thủ thiền võ cảnh. Trước khi đi, Tô Mỹ còn tặng Sở Phong một túi càn khôn để thu thập chiến lợi phẩm. Suốt quãng đường di chuyển, Sa Cát Lưu Vân đều âm thầm theo dõi. Bên ngoài ngôi mộ trông tồi tàn, nhưng đã được giới linh sư gia trì bằng kết giới. Theo Tô Mỹ, giới linh sư nắm trong tay kết giới và lực quan sát mạnh mẽ. Giới linh sư rất hiếm, cả Thanh Long Tông chỉ có một mình Sa Cát Lưu Vân. Phía trước cổng vào mộ thiền võ có một ông lão ăn mày. Sở Phong tò mò với hình ngọn lửa trên trán ông lão nên tính kiểm tra. Bất ngờ lão nắm lấy tay khiến cả cơ thể Sở Phong như muốn nổ tung. Nhận ra điều gì đó đến từ mắt của Sở Phong, lão ăn mày sợ hãi xin tha chết trước khi mở đường rút chạy. Tiếp theo đàn chỉ hướng giúp Sở Phong di chuyển. Bốn người để một cánh cổng đang mở. Bên trong ngoài linh châu còn có rất nhiều thi thể vừa bỏ mạng. Đột nhiên một nhóm người đứng dậy, chúng vốn là Chu Chí Viễn và đồng bọn. Chu Chí Viễn có ý định sàm sỡ Tô Mỹ nên Sở Phong tặng hắn một đấm cảnh cáo. Bị rụng mất hai cái răng, Chu Chí Viễn lệnh đám đệ tử cấp dưới động thủ. Rất nhanh, chúng đã bị Sở Phong đánh hạ. Bản thân Chu Chí Viễn một lần nữa có ý đồ với Tô Mỹ, qua đó Sở Phong trực tiếp phế đi tu vi. Giải quyết xong mọi chuyện, Sở Phong và mọi người tiến hành thu thập linh châu. Sở Phong sau đó lừa mọi người ở lại bên ngoài vì nhận thấy sâu bên trong còn có thể có cao thủ. Tại đó, Thiên Phong Tông Chủ và Gia Cát Lưu Vân đang giao chiến để tranh giành ngự không thuật. Nhân cơ hội, hai người đang cầm chân nhau, Sở Phong nhanh chóng tiếp cận ngự không thuật. Chỉ là việc dung nạp lại có vấn đề. Sở Phong tu vi quá thấp nên bị ngự không thuật phản phệ lên sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy đến, thần thức Sở Phong tiến vào không gian giới linh và bắt gặp đàn bên trong một quả trứng. Cậu sau đó đứng dậy và đã dung nạp ngự không thuật thành công. Sa Cát Lưu Vân biết ngự không thuật vừa nhận chủ nên cũng chủ động rời đi. Thiên Phong Tông Chủ nổi giận, dùng vũ lực đòi giết Sở Phong. Đúng lúc này, ông lão ăn mày xuất hiện bóp cổ, đồng thời thiêu đốt Thiên Phong Tông Chủ. Ngọn lửa quá lớn, do đó Sở Phong buộc phải rút lui. Tô Mỹ cho rằng Sở Phong không kịp thoát thân nên ôm mặt òa khóc. Thực chất, Sở Phong vẫn an toàn khi bị ngọn lửa đẩy ra ngoài. Hấp thu 2.000 viên linh châu, Sở Phong thành công đột phá nguyên võ cảnh. Thông qua nói chuyện với đàn, Sở Phong biết cậu mạnh lên thì đàn cũng sẽ mạnh theo. Sáng hôm sau, Sở Phong đi đánh giá thiên phú cùng các đệ tử mới. Rót linh khí và cột đá kiểm tra thiên phú của mỗi người sẽ hiện lên. Bạch Long, Bạch Hổ, thiên phú trung đẳng, còn Tô Mỹ thiên phú trung thượng đẳng. Về thiên phú thượng đẳng, trước đó Thanh Long Tông chỉ có duy nhất hai người, trong đó một người là Cung Lộ Vân. Sở Phong đã được miễn đánh giá, tuy nhiên cậu vẫn muốn thử. Sau khi rót linh khí vào, cột đá hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ là lúc tất cả rời đi thì một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện trên đỉnh cao nhất. Cảnh tượng này chỉ có Lý Trường Thanh Tông Chủ và Gia Cát Lưu Vân nhìn thấy. Toàn bộ đệ tử trọng tâm sau đó tập hợp ở bên ngoài sân tỷ võ. Cung Lộ Vân đến, hắn đặc biệt hủy đi huy hiệu Dực Minh của Tô Mỹ. Vì cho rằng đối tượng tận hiến của đệ tử trọng tâm chỉ có Thanh Long Tông. Sở Phong phản đối thì Cung Lộ Vân dí cổ cậu xuống đất, bất chấp Tô Mỹ cầu xin. Sở Phong vẫn nộ nhổ máu vào mặt đối thủ, dẫn đến một trận đấu tay đôi. Nhờ có sức mạnh tiềm ẩn trong người, Sở Phong đỡ được chiêu đầu tiên. Hai người liên tục lao vào nhau cũng là lúc Lý Trường Thanh ra mặt cản lại. Lý Trường Thanh bộc lộ rõ quyết tâm sẽ bảo vệ Sở Phong khi cho rằng 10 năm sau Cung Lộ Vân sẽ không bằng Sở Phong.
Riêng Sở Phong thì nghĩ khác, cậu chỉ cần một năm. Cuối cùng, Sở Phong và Cung Lộ Vân đưa ra hẹn ước sinh tử vào một năm sau. Nếu Sở Phong cản được ba chiêu của Cung Lộ Vân, thì Cung Lộ Vân sẽ tự vẫn. Trên đường Sở Phong trở về, Tô Mỹ chạy tới để nghỉ, 10 ngày sau tới thành Chu Tước tìm ta. Sở Phong sau đó về Khấu Sơn Trấn, vừa gặp phụ thân cậu đã hỏi về thân thế của mình. Vào một đêm mưa nhiều năm về trước, ông lão trên trán có hình ngọn lửa giao Sở Phong cho Sở Uyên và lệnh ông phải nuôi lớn. Xong việc lão rời đi trong bộ dạng điên dại, đột nhiên Sở Uyên bất tỉnh, người làm việc đó là Gia Cát Lưu Vân ở ngoài cửa. Ông muốn nhận Sở Phong làm đệ tử vì cậu không những tiến bộ thần tốc về tu vi mà còn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Sở Phong chuẩn bị đồng ý thì Đản Đản ngăn lại. Theo cô, Gia Cát Lưu Vân chỉ là một giới linh sư bạch bào, cấp kém nhất trong giới linh sư. Nhận thấy Sở Phong đang lưỡng lự, Gia Cát Lưu Vân quyết định chơi lớn khi mang ra kết giới chi thuật. Thấy vậy, Đản Đản lập tức thúc giục Sở Phong chấp nhận. Sắp xếp ổn thỏa cho phụ thân nghỉ ngơi, Sở Phong tìm một nơi vắng vẻ lĩnh ngộ kết giới chi thuật. Ngay khi lĩnh ngộ thành công, thần thức Sở Phong lập tức tiến vào trong không gian giới linh. Đứng trước sự thuyết phục của Đản Đản, Sở Phong cuối cùng cũng chấp nhận giúp cô thoát khỏi quả trứng. Đản Đản xuất hiện trong bộ dạng một tiểu cô nương. Cô cho biết bản thân bị bố hoặc mẹ Sở Phong phong ấn trong quả trứng 15 năm. Đặc biệt, Sở Phong đã có hai giới linh, một là thứ bên trong cánh cổng và hai là chính cô. Ngoài ra, Đản Đản còn đề nghị Sở Phong ký khế ước thông linh với mình cùng với điều kiện. Cô sẽ giúp Sở Phong đánh bại Cung Lộ Vân. Đổi lại, Sở Phong phải cung cấp nguồn gốc yêu thú giúp mình gia tăng tu vi. 10 ngày sau, Thượng Quan Nhai trực tiếp đến Tô Gia cầu thần với Tổ Mỹ. Phụ thân cô Tô Ngân từ chối, thì Thượng Quan Nhai mang thế cục Thương Quan Gia sẽ đầu quân cho thành Huyền Võ để uy hiếp. Đúng lúc này, Sở Phong có mặt phá đám. Thượng Quan Nhai nổi giận tấn công Sở Phong. Chênh lệch về thực lực nên Sở Phong nhanh chóng trúng chưởng bị đẩy lùi. Tiếp ngày sau, cậu thay đổi kế hoạch khi sử dụng pháp trận kết giới ngăn cản. Thượng Quan Nhai bị kết giới phản phệ nên đại bại dưới tay Sở Phong. Tô Mỹ mừng rỡ ôm lấy Sở Phong. Lúc sau, Tô Ngân nói chuyện riêng với Sở Phong về mộ đế. Trước đây, Thanh Huyền Thiên là đệ nhất võ quân của Đại Lục Cửu Châu nên đã tạo ra một ngôi mộ cho bản thân và đặt bốn cửa vào: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ. Cửa vào Thanh Long của mộ đế chính là mộ Vạn Cốt. Sau cùng, Tô Ngân đề nghị Sở Phong kết hôn với Tô Mỹ để phục vụ cho việc khám phá mộ đế. Sở Phong lập tức từ chối. Tô Ngân có thể bán con gái, nhưng cậu không thể làm xúc sinh. Sở Phong sau khi từ chối ở rể thành Chu Tước thì trở về Thanh Long Tông. Giữa đường, cậu bị Thượng Quan Nhai và thúc thúc Thượng Quan Nhạc chặn đường. Xác định Thượng Quan Nhạc có tu vi Huyền Võ tầng 1, qua đó Sở Phong tự tin giao chiến. Chỉ là Thượng Quan Nhạc lại ẩn giấu cảnh giới Huyền Võ tầng 5, nên Sở Phong bị đánh rơi xuống thác nước. Nhận thấy không thể xuống kiểm tra, Thượng Quan Nhạc muốn báo cáo Sở Phong đã chết với Cung Lộ Vân. Trước đó, Sở Phong kịp giao cơ thể cho Đản Đản nên thành công thoát một mạng. Cậu tỉnh lại bên trong hang động, nơi đây có một số phù chú trấn mộ và vô số xác chết yêu thú. Vừa hay Đản Đản lại đang cần hấp thu căn nguyên tăng cường tu vi. Đột nhiên bên cạnh có tiếng động, Sở Phong kiểm tra thì phát hiện Từ Linh đeo mặt nạ đang chiến đấu với Bạch Hổ. Đứng trước sát chiêu của Bạch Hổ, Sở Phong sử dụng pháp trận kết giới bảo vệ Từ Linh. Thực chất, giữa Từ Linh và Bạch Hổ đang có hẹn ước. Nếu thua, Bạch Hổ sẽ nhận Từ Linh làm chủ. Hiện tại lại xuất hiện thêm một Sở Phong nên Bạch Hổ muốn Sở Phong và Từ Linh quyết đấu. Chỉ với một ánh mắt, Từ Linh đã làm Sở Phong bất động tại chỗ do cô sở hữu thân thể trời ban. Bất ngờ Từ Linh từ bỏ, cô làm vậy là vì trả ơn vừa nãy Sở Phong giúp mình cản chiêu. Cuối cùng, Sở Phong được Bạch Hổ truyền lại Bạch Hổ cổng sát thuật. Ở cổng Thanh Long Tông, Cung Lộ Vân nhìn thấy Sở Phong lành lặn thì rất ngạc nhiên. Biết hành động bị ổi của mình bị bại lộ, Cung Lộ Vân chấp nhận lời giải quyết ân oán luôn bây giờ. Sở Phong lập tức tặng Cung Lộ Vân một đấm vào giữa mặt cùng liên hoàn tát. Cung Lộ Vân nổi giận xuất kiếm nhưng bị pháp trận kết giới ngăn chặn. Nhanh như chớp, Sở Phong dí cổ Cung Lộ Vân xuống đất như hắn đã từng làm. Sở Phong chuẩn bị cho đòn kết liễu thì bất ngờ bị Lâm Nhiên đeo mặt nạ tấn công. Với tu vi Huyền Võ tầng 9, Lâm Nhiên hoàn toàn áp đảo. Sở Phong một lần nữa phải giao cơ thể cho Đản Đản cản chiều. Cũng vì đó mà Đản Đản lâm vào trạng thái ngủ đông. Lâm Nhiên quyết tâm lấy mạng Sở Phong, kể cả Lý Trường Thanh bảo kê cũng chưa đủ sức làm hắn nể nàng. Chỉ đến khi Gia Cát Lưu Vân thay mặt cho công hội giới linh bảo hộ cho đồ đệ thì Lâm Nhiên mới chịu từ bỏ. Trước khi đi, Lâm Nhiên cảnh cáo, hẹn ước một năm vẫn có hiệu lực. Lúc đó, Cung Lộ Vân chắc chắn sẽ lấy mạng Sở Phong. Gia Cát Lưu Vân sau đó đưa Sở Phong về chữa trị. Cũng theo Gia Cát Lưu Vân, giới linh bị ép tiến vào trạng thái ngủ đông,
nhanh thì 8, 10 năm mới tỉnh. Xác định Lâm Nhiên đã nắm chắc phần thắng cho Cung Lộ Vân thì sẽ có vấn đề. Qua đó, Sa Cát Lô Vân muốn nhanh chóng tìm chỗ dựa cho Sở Phong và Công Hội Giới Linh sẽ là nơi hữu dụng. Trong khi đó, Cung Lộ Vân được Lâm Nhiên đưa đi. Hắn hỏi Cung Lộ Vân muốn trả thù không, đồng thời khẳng định sẽ giúp Cung Lộ Vân một năm đột phá huyền võ tầng 6. Sa Cát Lô Vân chuẩn bị đưa Sở Phong đến Giới Châu bằng một con chim lớn. Mục tiêu của Sở Phong là vượt qua Tu La Quỷ Tháp đoạt lấy giới quả, sau đó tặng cho một giới linh sự lợi hại để người ta làm chỗ dựa. Tô Mỹ khóc lóc ôm lấy Sở Phong. Cô cho biết Thượng Quan Nhai đến nhà ép hôn tháng sau gả cho hắn. Sở Phong do còn việc phải đi nên hẹn 30 ngày nữa sẽ tới thành chủ tước. Cậu thề nợ cần trả lúc đó sẽ đòi lại tất cả. Giải quyết xong mọi chuyện, Sở Phong cùng Gia Cát Lưu Vân một mạch tiến về thành Giới Châu. Đến trước cổng thành, Gia Cát Lưu Vân khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng. Trong thành rất nhiều người giống như Gia Cát Lưu Vân, vì đều thuộc giới linh sư Bạch Bào, cấp thấp nhất của giới linh sư. Trên Bạch Bào còn có Khôi Bào và Lam Bào. Chỉ cần Sở Phong gia nhập đội ngũ giới linh sư thì Công Hội Giới Linh sẽ trở thành chỗ dựa mà ở Cửu Châu ai động vào cũng đều phải cân nhắc. Tu La Quỷ Tháp vốn là một quả cầu, bên trong tổng cộng có 4 tầng nâng cấp theo độ khó. Theo đăng ký, Sở Phong nói mình ở Thanh Long Tông nên bị từ chối. Để có tư cách vào tháp, người tham gia buộc phải thuộc Công Hội Giới Linh hoặc tộc giới thị. Sa Cát Lưu Vân ra mặt nói giúp Sở Phong lại bị người đăng ký coi thường. Thấy vậy, Sở Phong đá bàn, bóp cổ người đăng ký. Giới Hoành tiến tới xì nhục Sở Phong cũng bị cậu đạp đầu xuống đất cảnh cáo. Cố bác của Công Hội Giới Linh xác định Sở Phong chỉ muốn vào Tu La Quỷ Tháp kiếm Bạch Bào nên thuyết phục Giới Bất Phàm phá lệ một lần. Trước khi vào tháp, cố bác tiết lộ Công Hội Giới Linh và tộc giới thị ân oán đã trăm năm. Khi đó giới thế của giới thị và cố thiên thần của Công Hội Giới Linh giao ước, ai vượt qua quỷ tháp trước sẽ là chủ Giới Châu. Chỉ là cả hai lại bại trong tay một người thần bí giống yêu thú. Cố bác đề nghị Sở Phong gia nhập nhưng cậu vẫn muốn trở thành Bạch Bảo trước. Vì ân oán vừa rồi nên Giới Hoành bám theo sau Sở Phong. Trong tầng 1, mọi người đều bị dòng lệnh tấn công, tuy nhiên chúng lại né tránh Sở Phong. Sở Phong vì đó mà dễ dàng tiến lên tầng 2 trong khi rất nhiều người đã bị loại. Tại đây Sở Phong bị Giới Hoành và đồng bọn tấn công. Với tốc độ của mình, Sở Phong dễ dàng giải quyết toàn bộ đám tôm tép lẫn cả Giới Hoành. Tiếp theo Sở Phong một mạch tiến lên tầng 3 Tu La Quỷ Tháp. Ở đây, cố bác bị Giới Bất Phàm đánh bại. Chưa dừng lại, Giới Bất Phàm vô sỉ còn muốn lấy mạng cố bác và tuyên bố sẽ ngụy tạo hiện trường ra để đánh lừa Công Hội Giới Linh. Sở Phong thình lình xuất hiện ngăn chặn, đối đầu Bạch Hổ công sát thuật, thanh hàn thiết kiếm của Giới Bất Phàm bị cắn nát. Nhận thấy Sở Phong có sát ý, Giới Bất Phàm mang tộc giới thị ra uy hiếp cũng chưa đủ sức làm Sở Phong run sợ. Sau cùng, Sở Phong đẩy Giới Bất Phàm ra ngoài. Bản thân cố bác do cạn kiệt thể lực nên chỉ một mình Sở Phong lên tầng 4. Lối vào là vượt qua dung nham, do đó Sở Phong sử dụng kết giới chi thuật bảo vệ cơ thể. Lần lượt Giới Bất Phàm và cố bác rời khỏi Tu La Quỷ Tháp. Các trưởng lão tính ban Bạch Bào, tuy nhiên cố bác ngăn lại vì Sở Phong vẫn còn bên trong. Lúc này Sở Phong đã nhìn thấy giới quả, chỉ là cậu chưa kịp hái thì lại bị gió lốc cuốn đi. Sau nhiều nỗ lực, Sở Phong cuối cùng cũng thành công. Bất ngờ Yêu Hầu Vương xuất hiện, nó giống như người thần bí mà cố bác đã miêu tả trước đó. Yêu Hầu Vương vui mừng ôm lấy Sở Phong, đồng thời đảm bảo trong 2 năm sẽ giúp cậu thành giới linh sư Lam Bào. Nhờ được hấp thu giới quả nên Đàn Đàn đã thức giấc, dung mạo cô cũng trưởng thành hơn. Theo Đàn Đàn thì Yêu Hầu Vương là yêu thú có tu vi cực kỳ cao, hơn nữa còn là giới linh sư Tử Bào. Yêu Hầu Vương giao dịch với Sở Phong vì nó cần một giới linh sư Lam Bào giúp thoát khỏi Tu La Tháp Quỷ. Ở bên ngoài Công Hội Giới Linh và giới thị tranh cãi kịch liệt về hành động của Giới Bất Phàm. Công Hội Giới Linh chấp nhận không truy cứu, đổi lại từ giờ sẽ bảo vệ Sở Phong. Sở Phong ra ngoài sau khi được Yêu Hầu Vương truyền lại cách tu luyện Lam Bào. Sống hẹn ước trước đó, Sở Phong chủ động xin gia nhập Công Hội Giới Linh. Nhận thấy Sở Phong là người đầu tiên trong trăm năm vượt qua Tu La Quỷ Tháp, Công Hội Giới Linh quyết định thăng cấp cho cậu lên Giới Linh Sư Khôi Bào. Gia Cát Lưu Vân cũng được cùng Sở Phong gia nhập Công Hội Giới Linh. Chuyển cảnh tới Hư Không Tông, Hư Không Tông chủ nhận được tin có giới linh sư Khôi Bào ghé thăm thì vô cùng hoảng loạn. Thấy Sở Phong ngồi trên mái cổng, Hư Không Tông chủ lập tức dập gối xin tha mạng, nhưng bất ngờ Sở Phong ném xuống túi linh châu, đồng thời nhờ trợ giúp. Ở Tô phủ, Tô Nhu đang khuyên ngăn phụ thân gả Tô Mỹ cho Thượng Quan Nhai. Tô Ngân vì thành chủ tước và cơ nghiệp của Tô gia nên ông không còn lựa chọn nào khác. Tô Nhu buồn bã muốn đưa muội muội chạy trốn, tuy nhiên Tô Mỹ lại cự tuyệt.
cô không đi, vì lời hứa sẽ đến của Sở Phong. Lúc này Hư Không Tông Chủ dẫn đầu kiệu đón dâu tiến vào thành chủ tước. Về phía Thượng Quan Gia, ngoài Thượng Quan Nhai hỏi cưới Tô Mỹ thì Thượng Quan Nhạc còn muốn lấy luôn người tỷ tỷ Tô Nhu. Tô Ngân không chấp nhận, ông đánh nhau với Thượng Quan Nhạc nhưng vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Tô Nhu và Tô Mỹ biết tin nên lập tức chạy ra ngoài cổng. Thượng Quan Nhạc mang tính mạng Tô Ngân ra đe dọa, buộc Tô Nhu phải đồng ý hôn sự. Trong lúc Tô Nhu và Tô Mỹ tuyệt vọng nhất thì Hư Không Tông Chủ phụng mệnh Khôi Bảo Đại Nhân đến đón dâu. Đặc biệt Sở Phong còn tặng quan tài cho Thượng Quan Nhạc và Thượng Quan Nhai. Từ đây một trận ẩu đả hỗn loạn giữa Hư Không Tông và Thượng Quan Gia nổ ra. Thượng Quan Nhạc tấn công kiệu đón dâu nhưng bị kết giới chi thuật hóa giải. Sở Phong nhảy ra khỏi kiệu, nhìn thấy cậu Tô Mỹ như vỡ òa. Thượng Quan Nhai nóng vội động thủ dẫn tới bị Sở Phong một chiêu đoạt mạng. Thấy vậy, Thượng Quan Nhạc tạo 4 phân thân liên tục công kích Sở Phong. Sở Phong phản đòn và bản thể thất bại, cậu chuyển sang Bạch Hổ công sát thuật. Hiện tại, Thượng Quan Nhạc đã không còn là đối thủ. Hắn quỳ gối xin Tô Ngân tha mạng. Tuy nhiên, Sở Phong nói không. Từ thi thể của Thượng Quan Nhai, Sở Phong lấy được một lá thư. Vì ơn giải cứu Tô gia mà Tô Ngân một lần nữa muốn tuyển Sở Phong làm rể. Rất tiếc, Sở Phong vẫn từ chối. Cùng lúc đó, Kháo Sơn Trấn truyền tin đến. Sở gia đã bị tiêu diệt. Trước đó, Sở Uyên đang viết thư cho con trai thì gia tộc gặp nạn. Sở Phong trở về với cảnh tượng vô số thi thể nằm dưới đất. Trong số đó có Sở Uyên, cậu thề với trời sẽ trả thù trước khi bất tỉnh. Sau 3 ngày Sở Phong tỉnh lại, Tô Nhu nghe ngóng được hung thủ chính là Ngũ Hổ Trại. Chúng làm việc theo nguyên tắc, không nhận người quen, chỉ nhận tiền. Bất chấp Ngũ Hổ đứng đầu Ngũ Hổ Trại đều là cao thủ huyền võ cảnh, Sở Phong vẫn muốn đi ngay trong đêm. Tại hang ổ của Ngũ Hổ Trại, Ngũ Hổ đang ăn mừng với thủ hạ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phong thình lình xuất hiện, tên lão ngũ trong Ngũ Hổ lập tức bị cậu hút cạn bản nguyên. Biết Sở Phong là giới linh sư, 4 tên Ngũ Hổ quỳ xuống thương lượng. Sở Phong chỉ có một mục đích, cậu cần cái tên đã sai khiến Ngũ Hổ Trại. Chưa nhận được câu trả lời, Sở Phong giải quyết toàn bộ thủ hạ Ngũ Hổ Trại lẫn người cầm đầu. 3 tên còn lại sợ hãi khai ra cái tên Cung Lộ Vân và bức thư trên tay người lão đại. Vì hành động tiêu diệt Sở Giam, Sở Phong dứt khoát tiễn toàn bộ đi gặp phụ thần. Ở Kỳ Lân Vương Phủ, Lâm Nhiên vẫn chưa thể đột phá thiên võ cảnh. Một người lính đi vào báo cáo, Cung Lộ Vân đã thâm nhập vào võ tàng các. Trong lúc tìm huyền công võ kỹ, Cung Lộ Vân vô tình biết được sự thật. Bản thân là con ruột của Lâm Nhiên chứ không phải thành chủ thành huyền võ Cung Thiên Bình. Cung Lộ Vân bất mãn muốn xuống tay với Lâm Nhiên, nhưng sau cùng vẫn bị lão thuyết phục với giấc mơ sẽ trở thành bá chủ của thành châu. Săn bắn anh kiệt Khúc Bách Câu sẽ là địa điểm mà Cung Lộ Vân hướng đến. Tại thành huyền võ, Cung Thiên Bình nhận được tin Ngũ Hổ Trại đã bị diệt. Trong khi đó, từ bức thư trên người Thượng Quan Nhai, Sở Phong nắm được kẻ đứng sau tất cả là Cung Lộ Vân. Bách Khúc Câu ngoài huyền dược còn có vô số yêu thú cấp cao nên đặc biệt thu hút đàn đàn. Còn Sở Phong, cậu đi Bách Khúc Câu vì một cái tên duy nhất, Cung Lộ Vân. Trên đường cầu cho giới linh bên trong cổng sử dụng toàn bộ Nguyên Châu, chưa muốn thân phận bại lộ, qua đó Sở Phong đổi tên nhằm dễ bề hành động. Để chống lại Lăng Vân Tông hùng mạnh, đệ tử của các môn phái nhỏ tập hợp lại bàn kế sách thành lập liên minh. Nhân cơ hội Sở Phong trà trộn vào trong đám đông, Cung Lộ Vân đến cùng hai giáp sĩ. Nhanh như chớp, hắn cướp tất cả túi càn khôn mà không bị ai phát hiện. Tiếp theo, Cung Lộ Vân mượn uy danh thiếu chủ của thành huyền võ để tự ứng cử vào vị trí minh chủ. Cung Lộ Vân cũng nắm giữ bản đồ thành trì yêu thú trong tay nên mọi người đều đồng loạt tín nhiệm. Những ai có ý định chống đối thì Cung Lộ Vân phế đi tù vì. Sở Phong ẩn mình lúc này mới lên tiếng tố cáo Cung Lộ Vân lòng dạ độc ác. Cung Lộ Vân ra lệnh thì mọi người bắt đầu lưỡng lự. Thế vậy hắn chơi lớn khi tuyên bố chia thêm phần huyền dược để mọi người giải quyết Sở Phong. Bên cạnh đám thủ hạ dưới trướng Cung Lộ Vân, Sở Phong còn phải đối mặt với giáp sĩ cảnh giới nguyên võ tầng 5. Bản nguyên của chúng vừa hay lại trở thành bữa ăn no cho đàn đàn. Đặc biệt, khi biết Sở Phong là giới linh sư, toàn bộ đám người Cung Lộ Vân thu phục đều bị dọa sợ mà bỏ chạy thục mạng. Chỉ còn một mình, Cung Lộ Vân trực tiếp chiến đấu với Sở Phong. Hiện tại Sở Phong đã mạnh hơn rất nhiều, sau đó Cung Lộ Vân nhanh chóng bị đánh gục. Sở Phong chuẩn bị cởi tấm khăn che mặt, thì Lâm Nhiên xuất hiện một cước đẩy lùi. Sở Phong nhất quyết không bỏ qua cho Cung Lộ Vân. Cậu thì triển Bạch Hổ Công sát thuật phá giải đòn tấn công của Lâm Nhiên. Nhận ra đó là bí kỹ, Lâm Hiên tung bài tẩy cực kỳ mạnh nhằm ép Sở Lâm giao ra Bạch Hổ Công sát thuật. Đứng trước sức ép khủng khiếp, Sở Phong vẫn một lòng không nhường cơ thể cho đàn đàn. Thù chưa báo, cha mẹ chưa gặp, với ý chí đó một lần nữa Sở Phong kích hoạt sức mạnh,
cửu sắc thần lôi mà phá giải được sát chiêu của Lâm Nhiên. Cuối cùng Sở Phong ngự không phi hành bỏ đi, Lâm Nhiên ở lại động viên con trai, chỉ cần được ta nâng đỡ, người có thể đứng trên vạn người. Trên đường di chuyển, Sở Phong nhìn thấy một ngôi nhà xây giữa đỉnh núi. Đàn đàn lập tức cảnh báo, mau đi đi, bên trong có một cao nhân tu vi gần thiền võ cảnh và một giới linh sư làm bảo. Sở Phong sau đó tìm đến nơi đệ tử Lăng Vân Tông đang chiến đấu với yêu thú. Theo Độc Cô Ngạo Vân, trong 3 ngày họ phải lấy hết huyền dược trước khi Bách Khúc Câu đóng lại. Sở Phong bất cẩn, bị Độc Cô Ngạo Vân phát hiện nhưng cậu vẫn kịp thời không để lại dấu vết. Tiếp theo Sở Phong di chuyển đến một hang động có vô số huyền dược. Cậu vừa thu hoạch xong thì đệ tử Lăng Vân Tông đánh vào. Cho rằng Sở Phong đang ngồi không hưởng lợi, Độc Cô Ngạo Vân yêu cầu Sở Phong để lại 9 phần huyền dược. Sở Phong từ chối làm Độc Cô Ngạo Vân tức giận mà xuất thủ. Cảnh giới của Độc Cô Ngạo Vân cao hơn nhưng Sở Phong có Bạch Hổ Công sát thuật nên hai người bất phân thắng bại. Thay vì tiếp tục chiến đấu, Sở Phong chọn cách ngự không phi hành rời đi. Tìm một nơi vắng vẻ, Sở Phong tiến hành hấp thu huyền dược. 3 ngày sau, Sở Phong đột phá liên huyền võ tầng 2. Đột nhiên một luồng xương độc bay đến làm Sở Phong choáng váng. Cậu chỉ tỉnh lại sau khi được đàn đàn gọi. Nhớ lại lời của Độc Cô Ngạo Vân, Sở Phong phát giác, Bạch Khúc Câu đã đóng lại. Xương độc không ngừng áp sát buộc Sở Phong phải đến ngôi nhà giữa đỉnh núi cầu cứu. Ở bên trong, Hằng Viễn và Tề Phong Dương đều rất coi trọng Sở Phong. Chỉ là Hằng Viễn không muốn người ngoài biết đến nên từ chối hỗ trợ Sở Phong. Tề Phong Dương thì khác, ông sẵn sàng ra ngoài đưa lệnh bài hộ thân cho Sở Phong giúp cậu ngăn chặn xương độc. Trong thời gian đó, đàn đàn tranh thủ sao chép lại lệnh bài. Nhận thấy Tề Phong Dương bất ổn, Sở Phong trả lại lệnh bài đồng thời lao mình xuống làn xương độc. Tưởng chừng Sở Phong sẽ bỏ mạng nhưng không, có bất ngờ nhảy khỏi xương độc, đồng thời cáo từ Tề Phong Dương. Sở Phong có trong tay lệnh bài hộ thân bản copy. Tài nguyên trong cả Bách Khúc Câu bây giờ tùy ý cho cậu sử dụng. Đàn đàn hấp thu bản nguyên yêu thú, trong khi Sở Phong mượn huyền dược để tăng cấp tu vi. Trải qua 3 tháng ngắn ngủi, Sở Phong đã đột phá huyền võ tầng 5. Bản thân Tề Phong Dương nhờ được Hằng Viễn chỉ điểm cũng đột phá thiền võ cảnh. Biết Sở Phong trở về Thanh Long Tông vì hẹn ước sinh tử, Tề Phong Dương quyết định trở về can thiệp. Một sự thật khác cũng được hé lộ, Hằng Viễn vốn là người của Khương Thị Hoàng Triều. Việc tìm thân thể trời bàn đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Tại cổng Thanh Long Tông, hai đệ tử quét dọn đang tán gẫu với các huynh đệ tỉ muội của Sở Phong. Lời này vô tình lọt vào tai Sở Phong, cậu dò hỏi người gác cổng và biết được Cung Lộ Vân vì trả thù nên đặc biệt chèn ép người Sở gia. Tô Nhu và viện trưởng cưỡng ép can thiệp cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Hiện tại đệ tử Sở gia bị Lưu Trường Lão ép đến sau núi lao động khổ sai, người giám sát Chu Chí Viễn lại vô cùng độc ác. Sở Uy vì bảo vệ các huynh đệ còn bị Chu Chí Viễn sai người phế đi tu vi. Chưa dừng lại, Chu Chí Viễn còn muốn lấy mạng Sở Uy. Cùng lúc đó, Sở Phong đến tung một đấm vào giữa mặt Chu Chí Viễn, đồng thời dứt khoát bóp chết đối phương. Tiếp theo, Sở Phong yêu cầu đám tay sai của Chu Chí Viễn đứng im trước khi tiến lại kiểm tra thương tích cho Sở Uy. Theo đàn đàn, cứu Sở Uy vẫn có cách là dựa vào trận kết giới của Tu La Giới. Việc này cần bản nguyên cấy ghép, qua đó Sở Phong quyết định mượn bản nguyên của đám tay sai, coi như bù đắp cho những hành động trước kia. Nhận được tin Sở Phong trở về, Cung Lộ Vân lặng lẽ ngửi cấm dược. Trong khi đó, Sở Phong thành công chữa trị cho Sở Uy, mục tiêu của cậu không ai khác ngoài Cung Lộ Vân. Lúc này Cung Lộ Vân đã có mặt ở sân tỉ võ trước trường thi Thanh Long Tông. Thành chủ tước Tô Ngân và thành chủ thành huyền võ Cung Thiên Bình cũng có mặt. Tiếp ngày sau, 9 vị giới linh sư khôi bào của Công hội Giới Linh trực tiếp tới trợ trận cho Sở Phong. Ở bên dưới lôi đài, Cung Lộ Vân đổi trắng thay đen khi tố cáo Sở Phong ngông cuồng ngạo mạn, gây hấn tứ phía ức hiếp đồng môn. Đặc biệt, Cung Lộ Vân còn sỉ nhục Sở Phong, dù rụt đầu chậm chạp lộ diện. Cung Lộ Vân vừa dứt câu thì tiếng Sở Phong vang lên, cậu cùng với các huynh đệ Sở gia uy phong bước ra võ đài. Sở Phong ném xuống một con dao. Theo giáo ước, Sở Phong muốn Cung Lộ Vân dùng con dao trên để tự sát nếu thua cuộc. Cung Lộ Vân chủ động tấn công. Trong hiệp đấu đầu tiên, trường lực của Cung Lộ Vân giống như Lâm Nhiên từng đánh bại Sở Phong. Tuy nhiên lần này, Sở Phong đã có kết giới làm lá chắn. Bước vào hiệp 2, Cung Lộ Vân điên cuồng công kích. Sở Phong sau một hồi chạy trốn thì trúng chiều, chỉ là bằng đó vẫn chưa đủ nhiệt để cậu bị đánh bại. Cung Lộ Vân rất bình tĩnh, hắn thì triển sát chiêu mạnh nhất đã học được từ Lâm Nhiên nhắm vào Sở Phong. Sở Phong thêm một lần nữa trúng đòn, màn khói bụi biến mất để lộ một Sở Phong đang bất động nằm dưới đất. Cung Lộ Vân giơ tay lên ăn mừng chiến thắng, đồng thời tự nhủ, cuối cùng cũng kết thúc.
Đột nhiên khán đài im lặng, Sở Phong bất ngờ quay lại tuyên bố, ba hiệp đã qua, người nền tự vẫn rồi. Thực chất trước đó, Sở Phong chỉ là giả vờ, mục đích thực sự của cậu là ép Cung Lộ Vân tự vẫn để xem cách hành xử. Cung Lộ Vân nhặt sao lên, thay vì tự sát, Cung Lộ Vân lại vô sỉ đánh lén Sở Phong. Sở Phong lập tức sử dụng Bạch Hổ công sát thuật, đẩy lui Cung Lộ Vân, buộc hắn phải kích hoạt cấm dược. Tông chủ và các trưởng lão tính xuống võ đài áp chế, nhưng Sở Phong nói không, cậu không cho phép ai nhúng tay vào. Hiện tại, Cung Lộ Vân đã bị ma hóa, còn Sở Phong quyết định dùng Lôi Đỉnh Tam Thức, loại võ kỹ đầu tiên học ở Thanh Long Tông để chiến đấu với Cung Lộ Vân. Hai luồng sức mạnh chạm vào nhau gây nên một áp lực cực kỳ lớn. Rất nhanh, kết cục của trận đấu được định đoạt. Phần thắng thuộc về Sở Phong, còn Cung Lộ Vân bị cấm dược phản vệ. Sở Phong nắm lấy đầu Cung Lộ Vân đập xuống đất trước mặt các huynh đệ Sở Gia. Cái đầu tiên là vì bọn họ, cái thứ hai là tất cả những người trong Sở Gia bị hắn đổ sát, và cuối cùng là Sở Uyên. Lưu trưởng lão bất phục thì Sở Phong lấy ra bức thư Cung Lộ Vân viết cho Ngũ Hổ Trại. Bản thân Cung Lộ Vân thừa nhận, nhưng hắn không hề hối lỗi khi dùng thân phận để thách thức Sở Phong xuống tay. Cùng lúc đó, hàng loạt giáp sĩ xuất hiện bao vây Thanh Long Tông, đích thân Lâm Nhiên cũng có mặt yêu cầu Sở Phong thả người. Có thế lực hậu thuẫn, Cung Lộ Vân mạnh mồm cảnh cáo Sở Phong, nếu từ chối, toàn bộ Sở Gia sẽ phải chôn cùng với ta. Thế cục quá bất lợi, Sở Phong nhịn nhục bỏ dao xuống. Được đá, Cung Lộ Vân tiếp tục xì nhục Sở Phong hèn hạ. Đặc biệt, Sở Uy động viên Sở Phong báo thù lại bị Lâm Nhiên xuống tay trừng phạt. Chính điều này đã đánh thức Sở Phong. Nhìn các huynh đệ đang vật lộn trong đau đớn, Sở Phong dứt khoát găm con dao thẳng vào lưng Cung Lộ Vân trong sự bất lực của Lâm Nhiên và Cung Thiên Bình. Riêng Lâm Nhiên hắn nổi dẫn Lôi Đình lệnh giáp sĩ tu vi huyền võ cảnh động thủ. Ngay lập tức, một trận loạn chiến diễn ra khắp các ngóc ngách trong Thanh Long Tông. Sở Phong yêu cầu Lâm Nhiên dừng tay, tuy nhiên, Lâm Nhiên từ chối. Cùng lúc đó, chín giới linh sư của Công hội giới linh thi triển Bách Long Phong Thiên trận pháp trấn áp các chiến sĩ. Lâm Nhiên tấn công các giới linh sư thì Sở Phong lao lên ngăn cản, bất chấp sau đó phải trọng thương. Có cơ hội, các giới linh sư quay lại công kích săn mặt Lâm Nhiên. Nhìn thi thể con trai nằm dưới đất, Lâm Nhiên quyết định chơi lớn khi sử dụng loại cấm dược mạnh nhất. Cơ thể Lâm Nhiên biến đổi thành nửa người nửa quỷ. Hơn nữa thực lực hắn cũng thăng lên thần võ cảnh. Các giới linh sư của Công hội giới linh hay thậm chí cả Sở Phong, Sa Cát Lưu Vân và Lý Trường Thành đã không còn là đối thủ của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên sau đó bắt đầu bật chế độ đổ sát buộc Sở Phong phải lên tiếng. Điều đó đẩy tính mạng Sở Phong vào nguy hiểm khi bị Lâm Nhiên ép tự sát. Sở Phong chưa có câu trả lời thì Lâm Nhiên giết từng người một. Không còn cách nào khác, Sở Phong đồng ý tự vẫn. Đàn đàn muốn can thiệp, tuy nhiên Sở Phong sớm đã dùng tinh thần lực che lại ý thức làm cô không thể chiếm lấy cơ thể. Thời khắc lưỡi dao chạm vào cổ Sở Phong thì Tề Phong Dương xuất hiện ngăn cản. Tề Phong Dương đã có thực lực thiền võ cảnh, ông mượn danh đại tổng quản Kỳ Lân Vương Phủ để uy hiếp Lâm Nhiên buông tay, nhưng Lâm Nhiên vẫn nhất quyết báo thù. Chỉ là một thiền võ cảnh do cắn thuốc nên trong chiến đấu Lâm Nhiên hoàn toàn không thể đánh bại Tề Phong Dương. Tề Phong Dương sau đó lấy thượng đẳng huyền dược trong túi càn khôn của Lâm Nhiên để chữa thương cho mọi người, thì vô tình đọc được bức thư của mẹ Cung Lộ Vân. Sự thật Lâm Nhiên là cha ruột Cung Lộ Vân được phơi bày, làm Cung Thiên Bình giận tím mặt. Tiếp theo, Tề Phong Dương đề nghị kết bái huynh đệ với Sở Phong, đồng thời sắp xếp giáp sĩ đưa Lâm Nhiên về Kỳ Lân Vương Phủ. Trên đường đi, Cung Thiên Bình lẻn vào xe ngựa nơi Lâm Nhiên đang nằm. Lâm Nhiên nhanh chóng bị ném ra khỏi xe ngựa. Thực chất, Cung Thiên Bình ngoài đứng đằng sau vụ Ngũ Hổ Trại thì hắn còn muốn hạ độc thủ với Lâm Nhiên nhằm mượn tay Kỳ Lân Vương Phủ giải quyết Sở Phong. Lâm Nhiên sau đó bị Cung Thiên Bình sát hại, nhưng Sở Phong đứng ngoài cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cung Thiên Bình tung một đấm đóng băng Sở Phong, tuy nhiên nhanh chóng bị sức mạnh trong cơ thể cậu phá giải. Cung Thiên Bình và Sở Phong tiếp tục màn giao chiến. Với khả năng ngộ không phi hành, Sở Phong luôn tìm được cách chấn áp Cung Thiên Bình. Càng chiến đấu, Cung Thiên Bình càng yếu thế, thậm chí hắn phản công cũng đều chưa đủ sức làm khó Sở Phong. Sau cùng, Sở Phong tung Bạch Hổ công sát thuật định đoạt cuộc đấu. Từ những gì đối phương đã làm, Sở Phong tuyên án tử cho Cung Thanh Bình. Dự định tiếp theo của Sở Phong không phải là kết thân với Thành Chủ Tước, tìm cửa Thanh Long đoạt bí kỹ hay đi công hội sứ linh nhận yêu hầu vương trợ giúp. Sở Phong muốn mình mạnh hơn, để giải nỗi mê hoặc trong lòng. Võ đế, võ tổ hoặc võ tiên cảnh đều chưa đủ mạnh. Sở Phong cần điểm cuối cùng của tù võ là cảnh giới mà tiên nhân cũng chưa đạt tới, mang tên Tù Là Võ Thần. Phần phim tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé!